Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Hôm nay thì có những con máy hàng siêu chất lượng cho anh em như kiểu là Estin này, Shindaiwa Echo này. Đó, Shindaiwa Echo và Makita nhá, Tananka. Đó, có tay cụt và có một con máy thanh lý cho anh nha. Đấy, hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ R từ R1 cho tới R10. Tại sao mà em đánh dấu cái ký tự là lô chữ R như thế? Để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Khi mà anh em ưng những cái con máy này đấy ạ, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn chốt cái con R mấy là được anh em nhá. Đây, có cái phần tay cầm mà dán cái phần giấy này. Đấy, cái tờ giấy mà em dán lên phần tay cầm này có ghi cái chữ R1 này, R2, R3 này. Đấy, anh em ưng con nào thì anh em chỉ đọc cho em cái mã như thế thôi. Và trong video ngày hôm nay ấy, thì anh em mua hàng thì cửa hàng chúng em sẽ không bắt anh em phải cọc trước nhá. Và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Và lại bao ship cho anh em tới tận nhà nữa. Anh em lấy con nào trong lô ngày hôm nay thì cũng đều bao ship cho anh em tới tận nhà anh em nha. Đấy, anh em không cần phải lăn tăn. Và trong video này ấy, thì cửa hàng chúng em báo giá chi tiết từng con máy một ra sao. Đó, và cây máy nó sẽ như thế nào. Và phân chia theo thành hai hàng. Hàng bên trên là những sản phẩm mà hàng cao cấp, hàng chất lượng này. Đấy, nếu mà anh em nào muốn một chiếc máy cưa xích mà chất lượng đó thì anh em lựa cho em những con máy hàng bên trên này. Còn anh em nào thích máy giá rẻ, máy cho anh em nhỏ nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, cắt tỉa cành, tỉa nhánh, hoặc là anh em nào mà vay cắt tỉa cây cảnh cũng là về sử dụng ít đấy ạ, thì anh em lựa cho em những con hàng bên dưới nha. Cái giá thành thì nó sẽ rẻ hơn cho anh em. Rồi, đầu tiên là cái con máy R1. Đấy, con này thì nói thật là cái con này thì cửa hàng chúng em bán cho anh em với cái giá cực kỳ rẻ cho anh em. Bởi vì con này thì nó không phải là máy bãi mà nó là hàng máy mới. Đấy anh em nhá, thương hiệu Nakata. Và con này thì với cái tần suất mà anh em về sử dụng ít thì lấy con này cho em thì cho bao cho anh em chất lượng. Anh em không quan tâm về cái máy óc ấy ạ. Quan trọng là giá thành rẻ cũng như là sử dụng ngon lành là được. Thì con này thì lên sóng cho anh em một con này nhá. Con này thì công suất lớn để cho anh em về sử dụng gia đình. Giá bán thì 1,6 triệu bao ship cho anh em tới tận nhà thôi. Đấy, con này thì anh em về sử dụng gia đình thì bao cho anh em là không phải lăn tăn và lo nghĩ luôn. Siêu tiết kiệm nhiên liệu và phụ tùng thay thế dễ dàng anh em nha. Chỗ nào cũng có phụ tùng con này để bán cho anh em hết. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Lam của nó là dài lên đến 55cm, phần mặt cắt còn lại là 50, sử dụng là xài xích 72. Lốc hợp kim nhôm này, có hàm rồng găm gỗ này, lỗ bô ba cửa xả này anh em. Đó, con này thì nó sử dụng hai ốc chân lam đầy đủ hết cho anh em nha. Đó, thắng xích, khóa xích có sử dụng đầy đủ hết chức năng, mọi chức năng cho anh em. Có trên những cái loại con máy thì con này thì nó đều có chức năng cho anh em. Giá thành thì vừa phải, cửa hàng chúng em bán với cái giá cực kỳ hợp lý. Nếu mà con này thì nếu mà anh em ra ngoài cửa hàng anh em mua ấy, thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu. Người ta bán tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Nhưng mà trên video ngày hôm nay cửa hàng chúng em bán cho anh em giá cả phải chăng, lời lãi bằng cái tình cảm. Đấy, anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. Rất là ngon lành anh em nhá. Con này thì công suất lớn. Con này thì nói chung là rất là khỏe luôn anh em. Anh em về cầm đi làm thuê, làm mướn, phát thuê, phát mướn thì ok hết cho anh em nhá. Có cần một chiếc máy cưa xích giá rẻ để cần đi kiếm cơm, hoặc là anh em nào với tần suất sử dụng ít, có khi mà cả tháng mới bỏ ra sử dụng một lần ấy ạ, thì con này thì cực kỳ phải chăng cho anh em nhá. Giá cả rất là vừa phải. Rồi, từ cái con R2 trở đi đây, đây là 100% đều là hàng Nhật bãi anh em nhá. Đấy, anh em tham khảo giúp cả hai chúng em. Đầu tiên giá 1,7 triệu. Con này thì nói chung là hàng cưa mini, tay cụt cho anh em, để cho anh em với cái tần suất mà sử dụng một chiếc máy cưa xích nhẹ nhàng nhỏ gọn. Đấy, thì con này quá là hợp lý nha. Lam của nó thì dài là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Rất là nhỏ gọn nha. Xích là sử dụng xích mini, xích này thì còn quá đẹp luôn. Xích này bán trên thị trường rất là nhiều. Con này thì công suất của nó là 29cc. Đó, giá bán 1,7 triệu. Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé. Hoặc là anh em nào mà thích leo trèo trên cao, cắt tỉa cành, tỉa nhánh, cần một chiếc máy cưa giá rẻ đây anh em. Đó, con này sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Con này thì hàng của Nhật bãi anh em nhé. Và phụ tùng thì con này rất là sẵn sàng luôn cho anh em về. Đến nữa hỏng hóc mà muốn sửa chữa anh em phụ tùng rất là nhiều nhá. Bởi vì con này thì nó là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.
này thì hàng của Nhật bãi giá thành vừa phải cho anh em nhá. 1,7 triệu bao ship cho anh em tới tận nhà. Tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, máy móc nổ ngon lành anh em nhá. Làm đó, nhớt nhau ra làm xích đầy đủ hết cho anh em này. Rồi, còn anh em nào mà thích một chiếc máy cưa tay củ hàng vít chất lượng này anh em. Một con máy thương hiệu Tananka, con này R3 giá 1,9 triệu anh em nha. Con này thì công suất là 33cc. Đó, có thắng xích khóa hãm xích đầy đủ hết cho anh em này. Con này thì tích hợp có thắng xích khóa xích nha. Đấy, công suất 33cc, đường kính xe bít tông 38mm, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam con này thì dài, lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cơ. Đấy, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Và con này xích là sử dụng xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Với cái con này này thì anh em đến nữa anh em cầm về sử dụng nha, thì nó rất là nhẹ nhàng cho anh em, hoặc là người già cũng có thể xài được luôn anh em nha. Đấy, con này thì nó phục vụ cho anh em sử dụng một tay, cầm một tay sử dụng cho anh em. Đấy, con này thì tình trạng khá đẹp anh em nhá. Nhìn phần này, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên. Anh em nhìn chữ Tananka còn nguyên nha. Con máy này thì là hàng máy của Tananka. Và dòng này ấy, thì nó rất là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, và phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nha. Anh em không cần phải lo đến nó hỏng hóc mà bảo không có phụ tùng sửa chữa, thì anh em không cần phải lo cái vấn đề đấy. Đó. Rồi, giật test thử cho anh em nghe qua. Con máy hàng siêu VIP anh em nha. Con này thì hàng khá là đẹp đấy anh em. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa tay cụt hàng đẹp, giá thành vừa phải, thì con này rất là phù hợp anh em nha. Đấy, thương hiệu Tananka, và dòng này thì nó là hàng cực kỳ ngon tại thị trường Việt Nam rồi. Anh em rất là ưa chuộng với cái dòng này. Rồi, bây giờ là qua hai con máy tay dài này anh em. Đầu tiên là một con máy cưa xích thương hiệu Tananka tiếp, nhưng mà con này thì nó thiết kế theo dạng hệ cưa tay dài. Đấy, thì nó sẽ thiết kế cho anh em hai cái phần tay nắm, một là tay nắm ở đây để cầm ở đây, và một tay thì sẽ để bóp ga anh em nha. Con này ấy, thì anh em leo trèo trên cao thì nó rất là khó khăn. Con này thì nó thiên về cho anh em về sử dụng ở dưới đất, sử dụng cắt là nhiều anh em nha. Cần một chiếc máy cưa mini nhỏ gọn, cân nặng khoảng tầm 4kg, hơn 4kg một tí xíu. Đấy, và để cho anh em về sử dụng đứng ở dưới đất cắt anh em nha. Nhiều là cắt đống củi để anh em về nấu rượu hoặc là đồ linh tinh đấy ạ. Đấy, hoặc đi làm vườn dọn rẫy, thì con này rất là phù hợp, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đặc biệt con này có tích hợp chụp giật trợ lực anh em nhá. Đấy, giật rất là nhẹ nhàng và có đúng không xăng phụ này. Con này giá bán 2 triệu đồng. Đó, lam của nó thì dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Lam xích nguyên zin của nó, xích là sử dụng xích chung 91. Bán trên thị trường cực kỳ nhiều, không cần phải lo. Tình trạng con này cũng khá là ok đấy chứ. Đây, cho anh em nhìn này. Bô nhá, phần bô còn sáng nguyên này. Đó, thấy không? Con này thì công suất 33cc, về phù hợp cho anh em cắt cái khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Anh em không cần phải lăn tan anh em nha. Đấy, đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20cm đổ lại thì anh em sử dụng con này rất là phù hợp. Rất là ok đúng không anh em. Con này thì công suất 33cc anh em nhá. Rồi, lại một con máy cưa tay dài tiếp. Con này thì đến từ nhà thương hiệu Makita. Đấy, anh em nào mà chắc có lẽ cái thương hiệu này khá nổi tiếng rồi đúng không anh em. Anh em ra ngoài đường ấy, thì anh em nào mà sử dụng những cái dạng mà máy
máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt ấy, thì có lẽ là không còn xa lạ với cái thương hiệu này nữa rồi. Thương hiệu Makita và dòng này dòng chính hãng của nhà Makita, nhưng mà hàng này là hàng máy bã anh em nha. Đấy, dòng này là hệ máy cơ đời mới, MEA333 công suất 33cc, đường kính chế bít tông 38 ly. Có thắng xích này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nha. Đấy, và con này thì có là trục giật trợ lực. Trục giật trợ lực lam của nó thì dài lên đến là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Đấy. Thấy không? À, quên, lam là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm máy cơ điện, mua bán trên thị trường rất là nhiều anh em nhé. Có đúng không, xong phụ đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, nhìn thấy không, tình trạng con máy này mới MEA333. Đó, 2,2 triệu cho con này anh em nhé. Hàng này là hàng của bãi Nhật đấy ạ. Này thì nó là hệ cơ mini để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha. Cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm, đổ lại. Đấy, anh em cầm đi làm vườn, làm rẫy, hoặc là dọn vườn, dọn rẫy, hoặc là có đống củi nhà nên lâu lâu bỏ ra để cắt củi đồ linh tinh anh em nhá. Đấy, cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, hoặc là về để nhóm bếp. Đó. Con này hệ cơ mini. Rồi bây giờ là qua là hàng máy cưa để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây anh nha. Anh em với cái tần suất sử dụng nhiều, sử dụng gia đình, nhưng mà với cái tần suất mà cần một chiếc máy cưa hàng chất lượng anh em nhá. Thì con này từ cái con R6 cho tới con R10. Đầu tiên là một con máy cưa đến từ thương hiệu Echo Corit. Và dòng này thì nó là hệ máy cưa nòng đứng. Đó, có tích hợp trục giật trợ lực này. Con này thì đặc biệt có tích hợp trục giật trợ lực. Có thắng xích khóa háp xích đầy đủ này. Lam của nó dài này. Đó, mặt cắt là 40 anh em nha. Con này thì dài mặt cắt là 40. Lam còn Echo luôn. Lam còn nguyên zin của nó luôn này. Xích là sử dụng là xài xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Đó, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có hai ốc chân lam này, giá bán 2,650,000. Đấy, con này thì công suất 34cc anh em nha. Đường kính chai bít tông của con này là 38 ml, hệ máy cưa nòng đứng, vòng tua khỏe để cho anh em về sử dụng. Đây, Made in Japan còn nguyên anh em nha. Hàng này thì hàng của bãi Nhật đấy ạ, và thương hiệu Echo Corit, thương hiệu rất là nổi tiếng. Và phụ tùng con này thì anh em về đến nữa thì thay thế rất là dễ dàng, về cho anh em phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm, đủ lại anh em nhé. Hệ cơ gia đình chuyên nghiệp. R7 là một con máy cưa đến từ hiệu Shindaiwa. Con này thì công suất nó cũng là nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình. Đó, nhưng mà hệ máy cưa là hệ máy cưa đồng đứng. Con này thì đặc biệt có tích hợp trục giật trợ lực luôn này. Có này, le gió là le gió tự động nha, bóp vào tự nảy ga về. Đấy. Sử dụng là hai ốc chân lam luôn anh em nhá. Lam con này thì mặt cắt là 35, còn tổng thể độ dài là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích mini, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Con này đặc biệt có tích hợp thắng xích khóa xích nha. Đó, và con này thì nó là sử dụng lốc hợp kim nhôm nữa. Lốc hợp kim nhôm nữa nên là anh em về cái tần suất mà anh em sử dụng liên tục ấy, một ngày làm đôi khi làm 7 8 tiếng liên tục thì những cái con này thì nó rất là chịu nhiệt tốt. Cái lốc này thì nó chịu nhiệt rất là tốt này. Hàng này thì nó là hàng của Nhật bãi, Made in Japan. Đó, thương hiệu Shindaiwa đó, 1029. Con này thì về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nhá. Giá bán 2,7 triệu. Thương hiệu Shindaiwa, nồi đồng cối đá, hàng sử dụng cực kỳ bền bỉ, phụ tùng thay thế dễ dàng. Rồi qua con R8 là một con máy cưa Echo Corit. Con này thì CS3611,
Con này thì công suất 36cc và đường kính xe bít tông của con này như là 39mm anh em nha. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này, có núm xăng phụ đầy đủ này. Đó, le gió là hệ le gió tự động đấy, kéo le ra này, bóp ga về là tự nảy le về luôn anh em nhá. Con này sử dụng là xài hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này thì dài mặt cắt là được bao nhiêu đây? Đây. Đó, dài khoảng con này thì lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Sử dụng là xài xích mini. Đó, nhà tay ok à. Giá bán 2,8 triệu nha con này anh em nhá. Tình trạng máy khá đẹp luôn. Đó, con này thì nó là xài công nghệ của Eco nên là cái dòng này thì nó cực kỳ bền và tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. Đây, cho anh em nhìn đây, hàng này Made in Japan. Sản xuất tại nhà máy Yamabiko Code. Thấy ok rồi anh em. Anh em về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại anh em nhé. Anh em sử dụng con này thì nó nuôi đồng cuối đá cho anh em luôn. Anh em sử dụng khỏi phải lăn tan luôn. Sử dụng con này thì cực kỳ bền bỉ cho anh em nhé. Rất khó để hỏng những con máy như thế này. Đấy. Qua con R9 này là một con máy cưa Shindaiwa tiếp. Con này cũng là hệ máy cưa nuôi đồng cuối đá cho anh em. Đấy, con này Shindaiwa hàng của Nhật bãi anh em nha. Anh em ấy có lẽ các bác anh em ở ngả miền Tây có lẽ là có lẽ ưa chuộng một cái thương hiệu này nhất. Bởi vì anh em sử dụng, anh em biết được cái con máy này thì nó cực kỳ bền và chất lượng cho anh em luôn. Đấy, giá bán 2,9 triệu cho con này anh em nha. Làm con này thì nó là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Sử dụng là lốc hợp kim nhôm này anh em. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhá. Sử dụng hai ốc chân lam. Hai ốc chân lam. Nòng 38 ly. Em thấy chưa, con này công suất thì nó vừa phải nhưng mà nó cực kỳ bền cho anh em luôn. Con này sử dụng bền này, tiết kiệm nhiên liệu này và phụ tùng thay thế dễ dàng cho anh em nhé. Đó, về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Bền bỉ với con này anh em nhé. Thương hiệu Shindaiwa. Đây, Shindaiwa hàng này là hàng của Nhật bãi nha nhá. Made in Japan này. Tem là tem nhôm dập và lốc luôn. Rồi cuối cùng là một con máy cưa Estin 10S021 hàng của Đức anh em nhá. Con này thì về phù hợp cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung, công suất con này là 40cc. Đường kính chai bít tông là 40mm, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, tay nắm giật to bản này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, giá bán 3,8 triệu. Con này thì nó là hàng của Đức anh em nhá. Hàng của Đức. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Anh em mà có lẽ là thích cái dòng này nhất đây. Made in Germany nha. Lam của con này thì nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Đấy. Cho anh em về phù hợp cho anh em sử dụng gia đình hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Tình trạng con máy này thì quá là đẹp luôn anh em, nhìn thấy chưa? Đó, phần lốc liếc còn trắng phau này anh em. Đấy, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ. Estin 021 cam kết nguyên zin cho anh em đầy đủ. Đó. Rồi, cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em là 10 con máy.